cứ mỗi khi mà có một cái tòa nhà mới cao nhất Việt Nam được hình thành, đó chính là cái thời điểm làm cho nền kinh tế, tác động đến nền kinh tế, hay nó là dấu hiệu để chúng ta nhận biết một cái chu kỳ gọi là chứng lại của nền kinh tế bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng với Thắng ơi làm rõ cái chủ đề này trong video ngày hôm nay. Vâng, như đã trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn ở đầu video thì chúng ta sẽ ngồi ra ít phút để nói chuyện với anh chị và các bạn một chủ đề mà nó hơi nặng về mặt lý thuyết một chút, nhưng mà nó là một chủ đề khá là hay. Tại sao lại như vậy? Tại sao những cái tòa nhà như thế này, những tòa nhà Landmark 81, tức là những cái tòa nhà cao nhất, thường khi mà được xây dựng thì nó lại là một trong những cái thứ là cái điểm báo? Và ở đây thì cái điểm báo này thì được nhiều các cái chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và những người đã tham gia cái nghề đầu tư thì có nói và đã có chia sẻ với quý anh chị và các bạn rồi, chứ không phải là không. Tuy vậy thì cái việc mà nhận thức đúng được tại sao nó lại như vậy thì không phải ai cũng làm được. Cái điểm thứ nhất là ở cái khía cạnh là người làm chủ hoặc là những người là chủ đầu tư của các cái dự án. Ở đây thì phải nói tới đó là Vingroup. Thì khi mà một ông chủ hay một cái người quản lý hay là một người chủ của một cái dự án, khi mà họ đầu tư hoạt động trong một cái lĩnh vực nào đó trong nền kinh tế xã hội có những cái thành công nhất định, đặc biệt là rất thành công, thì bắt đầu họ sẽ có cái khuynh hướng là nghĩ tới cái việc đầu tiên họ nghĩ tới đó là hãy phải làm một cái điều gì đó ghi dấu ấn lại cái những cái thành công của mình cũng như tên tuổi của mình vào một cái nền kinh tế nào đó. Thì với Việt Nam thì Vin là một trong những cái tập đoàn đầu tư bất động sản, và trong những năm vừa qua thì Vin là một trong những đơn vị mà kinh doanh rất thành công và có một cái biên lợi nhuận rất cao trong cái lĩnh vực bất động sản. Họ không chỉ thành công ở một thị trường mà thành công ở rất nhiều các cái mặt trận khác nhau liên quan đến bất động sản ở nhiều các cái tỉnh thành, những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, rồi Nha Trang thì đều có mặt của họ. Và ngoài ra thì ở các cái tỉnh thành nhỏ hơn nữa cũng đều có mặt của Vin. Và khi thành công đó đến một cách vang dội, đem lại nhiều cái của cải và tiền bạc cho người chủ, thì bắt đầu những ông chủ sẽ nghĩ tới câu chuyện đó là phải làm một điều gì đó, phải xây dựng một cái thứ gì đó nó thật là hoành tráng, nó thật là lớn và nó đem lại một cái dấu ấn. Thì ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nước Việt Nam ta nói chung thì cũng đã có rất nhiều những cái tòa nhà cao tầng gọi là cao nhất, được đánh giá là những cái tòa nhà vĩ đại, ví dụ như là Bistico có cả cái chỗ cái sân đổ máy bay ở trên đỉnh tòa nhà. Thì đó cũng chỉ là một cái dấu ấn của cái tập đoàn Bistico trước đó. Thì Vin muốn vươn lên vượt qua cái đó, và họ có tiềm lực, có những thành tựu nhất định trong cái khoảng thời gian kinh doanh trước đó, nên họ bắt đầu suy nghĩ tới việc là phải xây một cái gì đó lớn và thật lớn. Đó là cái gọi là cái tâm tư của người chủ, và họ đã biến chuyển thể nó thành hiện thực, đó chính là cái tòa nhà Landmark 81 này. Cái Landmark 81 này thì được xây dựng và được những người trong cái tập đoàn Vingroup đã cùng với một công ty xây dựng thuộc top đầu của Việt Nam, đó là Cogecom, phối hợp và tìm mọi cách để biến một cái tòa nhà không chỉ là cao nhất Việt Nam mà là một cái tòa nhà do công ty xây dựng của Việt Nam phụ trách và đảm nhận, và đã thành công. Đến ngày nay thì chúng ta đã thấy rồi, phía sau chúng ta thấy rất là rõ nét là tòa nhà đó là đang và đã hoạt động rất là tuyệt vời. Đó là điểm thứ nhất. Nó giải thích vì sao là khi mà những cái thành công vượt trội của các cái tập đoàn, đặc biệt là những cái tập đoàn gọi là G-Boy, những tập đoàn lớn của Việt Nam bước vào cái giai đoạn tức là thành công lớn, thì hay có cái việc là xây những cái tòa nhà lớn. Và khi tòa nhà lớn thành công thì cũng là thời điểm mà cái nền kinh tế nó bắt đầu đến một cái ngưỡng gọi là ngưỡng thoái trào. Nhiều người thì bảo là
tăng trưởng thì đương nhiên nó sẽ phải tăng mãi thôi. Nhưng mà trên thực tế thì anh chị và các bạn cũng phải hiểu thế này này. Không có cái gì có thể tăng mãi được. Nó phải có thời gian tích lũy. Nếu không muốn nói là gọi là suy thoái, trong một khoảng thời gian nhất định để có thể tích lũy và tạo những cái động lực mới cho cái câu chuyện tiếp tục tăng trưởng. Thì chúng ta có một cái giai đoạn gọi là sau khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2009, thì bắt đầu chúng ta bước vào cái giai đoạn gọi là cải tổ và cải cách cái hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sau khi cái việc cải gọi là cái gì á, chúng ta tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, thì nó dẫn đến câu chuyện chúng ta phải giải quyết cái gốc của cái việc là nợ xấu ngân hàng. Thì nợ xấu ngân hàng, cái gốc của nó nằm ở bất động sản, thì chúng ta lại phải kích thích bất động sản. Chúng ta kích thích bất động sản thì đồng nghĩa với các công ty về xây dựng, về xây lắp, về những công ty về nguyên vật liệu, về bất động sản thì hưởng lợi. Và hưởng lợi nhiều nhất trong số đó là các ông chủ đầu tư bất động sản, trong đó có tập đoàn VinGroup. Họ đã được hưởng lợi từ chính sách. Họ đã đưa ra và gọi là kịp thời những cái sản phẩm bất động sản đúng thời điểm, và họ đã kiếm được bội tiền. Nếu anh chị và các bạn muốn biết là bao nhiêu lợi nhuận mà VinGroup đã kiếm được trong cái giai đoạn vừa qua, thì vui lòng vào trong báo cáo tài chính của tập đoàn VinGroup. Và hiện nay thì nó tách ra thêm một cái đơn vị con nữa, đó là VinHome, để biết được rằng là cái lượng lợi nhuận của tập đoàn này kiếm được trong 5 năm trở lại đây nhiều đến cỡ nào. Thì khi mà nó nhiều đến như thế thì nó sẽ phải bước đến một cái giai đoạn là cái khả năng hấp thụ về bất động sản của nền kinh tế sẽ đến một cái giai đoạn thoái trào, là không còn khả năng hấp thụ thêm nữa, vốn đã hấp thụ đầy vào đó rồi. Thì nó sẽ bước vào một cái giai đoạn gọi là thoái trào. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói tới ở đây, đó chính là cái câu chuyện là một doanh nghiệp. Thì một doanh nghiệp cũng giống như là ông chủ của doanh nghiệp, họ cũng luôn muốn tìm kiếm một cái gì đó để có thể không phải mất quá nhiều chi phí để quảng cáo và marketing. Thì họ sẽ sử dụng một cái giải pháp khác ngoài cái marketing thông thường. Nhưng mà để mà làm marketing theo cái kiểu mà xây tòa nhà cao nhất để làm marketing, thì chỉ khi cái doanh nghiệp đó nó là hưng thịnh, siêu hưng thịnh và cực kỳ hưng thịnh, họ mới nghĩ tới những cái việc là gọi là khủng long, theo cái kiểu là xây một cái gì đấy nhất Việt Nam để mà quảng cáo, để mà marketing. Thì phần lớn thì cái câu chuyện VinGroup á, thì họ chả cần phải quảng cáo marketing gì nhiều. Họ chỉ có những cái khu siêu lớn, và đặc biệt có những cái tòa nhà lớn cao nhất hàng đầu, thì họ đã ngầm trong đó cái câu chuyện làm quảng cáo rồi. Và đến ngày nay thì gần như Vin không phải mất quá nhiều chi phí cho cái câu chuyện quảng cáo, nhận diện thương hiệu. Họ đã quá lớn và quá mạnh trong cái câu chuyện này rồi. Thì ý chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là khi cái tòa nhà cao được sử dụng làm một cái công cụ để gọi là marketing, nhận diện thương hiệu, thì cũng là thời điểm mà doanh nghiệp đó hưng thịnh nhất. Điểm thứ ba, chúng ta chứng minh cho quý anh chị và các bạn thấy được rằng là điều đó nó hoàn toàn đúng và hợp lý, là bởi vì thế này. Kể từ cuối năm 2017, đầu 2018, tức là thời điểm chính xác nếu sử dụng cái đỉnh của thị trường chứng khoán là ngày 10 tháng 4 năm 2018, thì đến nay thì trong số những cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi từ chính sách thì đã có rất nhiều những doanh nghiệp đã gặp rất nhiều những rắc rối. Ví dụ như những doanh nghiệp về trong ngành sắt thép, Hoa Sen, Hòa Phát là những doanh nghiệp được hưởng lợi trước đó với cái biên lợi nhuận rất cao và giá cổ phiếu tăng rất nhanh trong giai đoạn 2016, 2017, 2018. Thì đến nay thì đã đi vào một cái đoạn gọi là thoái trào rất là dài và giá cổ phiếu đã giảm rất sâu. Những doanh nghiệp về trong xây lắp, ví dụ như Cotecom, một là cái đơn vị mà xây cái tòa nhà này, đứng ra để phụ trách xây tòa nhà này, thì cũng đã có một cái đợt giảm giá và có những cái bê bối rắc rối trong cái hội đồng quản trị cũng như là những người chủ, những cái doanh nghiệp đầu tư, những cái quỹ đầu tư trong cái tập đoàn này. Hòa Bình cũng là một ví dụ điển hình. Và tiếp theo sau đó thì những cái doanh nghiệp phục vụ cho cái công tác hoàn thiện của những cái tòa nhà lớn như thế này, đó là Nhựa Bình Minh, nó là Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, là những cái doanh nghiệp cũng chịu những ảnh hưởng. Hay là ví dụ như Cáp Điện, KDV cũng chịu những cái ảnh hưởng nhất định trong cái câu chuyện là nền kinh tế kể từ khi thị trường chứng khoán tạo đỉnh thì đều gặp những cái vấn đề.
Và tiếp theo sau đó thì đến những doanh nghiệp xây dựng bất động sản, ví dụ như là Đất Xanh, ví dụ như Nam Long, ví dụ Khang Điền và cả Vincom và Vinhome. Ngoại trừ có Vin thì hiện nay thì vẫn đang duy trì cái mức giá không bị suy giảm, là bởi vì họ có những cái chiến lược đa ngành nghề, và có thể thì với góc nhìn của nhà đầu tư chứng khoán thì vẫn khá là tin tưởng vào cái tập đoàn này. Nhưng mà nếu xét ở một cái khía cạnh khác, khi mà đa ngành nghề thì cái hiệu quả kinh doanh ở các cái ngành nghề mới của Vin thì cũng đang gặp rất nhiều những vấn đề khó khăn. Mà nếu như anh chị và các bạn có thể dành thời gian để nghiên cứu nhiều hơn trong cái việc là mở rộng thêm những cái việc như là mở công ty sản xuất ô tô, mở công ty sản xuất điện thoại, rồi mở thêm bán Vin, tách công ty thành Vincom và Vinhome, bán Vinhome cho nhà đầu tư nước ngoài một cái tỷ lệ khá là lớn, rồi mở thêm siêu thị, bệnh viện, trường học và rất nhiều những ngành nghề khác, thì phần lớn cái biên lợi nhuận lớn nhất mà chúng tôi biết được của tập đoàn Vingroup nó nằm ở cái lĩnh vực bất động sản và gặt hái cái thành công ở giai đoạn 2014-2018. Còn đến nay thì những cái ngành nghề mới thì được coi là những ngành nghề khởi nghiệp của Vin. Thì những ngành nghề khởi nghiệp của Vin thì nó chưa đem lại, hoặc là có thể là còn đang ngốn đi rất nhiều cái tài nguyên của tập đoàn này. Và có thể vì là có một cái luồng tiền lớn từ nước ngoài, từ quỹ đầu tư của Singapore SG, rồi từ HK của Hàn Quốc đã đầu tư vào Vinhome, nên là nó vẫn giữ được nhất định những cái vốn hóa thị trường hiện nay. Nhưng mà về tương lai dài thì chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm, xem là những cái thành quả mà Vin mở rộng đa ngành có đi đến những cái kết quả tốt đẹp hay không, thì chúng ta cũng cần phải chờ thêm. Thì đấy, từ cái câu chuyện đó và cũng như là những cái kinh nghiệm xác thực ở trên thị trường tài chính, ở trong các cái hoạt động kinh doanh thực tế, thì chúng ta thấy được và nhìn ra được rằng là cứ mỗi lần một cái tòa nhà cao nhất Việt Nam được hình thành và xây dựng thì nó luôn luôn ngầm chứa trong đó, nó luôn luôn gọi là có những cái tín hiệu cảnh báo trong đó về một cái đợt có thể là những cái đợt suy thoái dài hạn. Nó dùng từ suy thoái thì không đúng, nhưng mà có thể gọi là bão hòa của kinh tế, tức là tốc độ tăng trưởng GDP của chúng ta sẽ đứng ở cái ngưỡng đó hoặc là thấp hơn cái ngưỡng tạo đỉnh vào năm 2017-18 và có khuynh hướng gọi là đi ngang, nếu không muốn nói là đi xuống, thì ít nhất thì cũng phải từ 2-3 năm, còn dài hơn thì có khi từ 3-5 năm. Và cái điều đó là điều mà nhiều người nhận ra, nhiều nhà đầu tư biết được nhưng mà vẫn có thể phủ nhận nó đi. Trước đây thì Bitico được xây dựng vào năm 2006-07 và được khánh thành, hình như là tôi nhớ không nhầm, là năm 2008 gì đấy. Và đó cũng là thời điểm mà nền kinh tế thế giới đi vào suy thoái trầm trọng của khủng hoảng kinh tế nhà đất Mỹ, rồi dẫn đến kinh tế Việt Nam cũng gặp những cái rắc rối gần 10 năm trở lại đây, từ năm 2009 đến nay. Và 2018 là tháng 4 2018 cũng là thời điểm mà Landmark 81 được khánh thành. Và khi nó khánh thành thì thị trường chứng khoán là bổ nhào đầu tiên. Sau đó thì các thị trường khác, tại thời điểm chúng tôi dự báo về bất động sản đầu năm 2019, nửa cuối 2018 đầu năm 2019, thì nhiều người phản đối những cái chia sẻ và những cái dự báo của chúng tôi. Nhưng đến nay thì nó đã thành hiện thực, và hy vọng rằng những cái sẻ chia của Thắng ơi sẽ đem lại những cái hiệu quả kinh doanh, cũng như cái gọi là giúp anh chị và các bạn có thêm một cái góc nhìn giải thích những cái hiện tượng trong cái nền kinh tế xã hội. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Hãy ủng hộ Thắng ơi bằng ấn like, chia sẻ video này và đừng quên tham gia Thắng ơi TV trên Facebook để cùng cập nhật những cái thông tin, những kiến thức hữu ích mỗi ngày. Thân chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi đang đứng tại công viên của khu Vinhome Central Park tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay thì đang đứng ở ngoài công viên, và ở phía trước mặt quý anh chị và các bạn thì chúng ta đang thấy đó là toàn cảnh của cái tòa Landmark 81, của một trong những cái tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay. Và đây cũng là một trong những cái tòa nhà mà được xây từ năm 2017, cuối năm 2017, đầu 2018, và được chính thức khánh thành và đi vào hoạt động vào ngày 20 tháng 4 năm 2018. Đây anh chị và các bạn, đây là tòa Landmark 81. Anh chị và các bạn có thể nhìn từ cái góc này.
nó rất là cao, 81 tầng và có thêm một cái trụ thu lôi ở phía trên. Phía này, phía bên cạnh của Le Matamos, nơi này thì vẫn đang còn đang một số cái biệt thự vẫn còn đang xây dựng. Và được biết là các cái biệt thự này thì có cái giá là không dưới 3 triệu đô trên một căn biệt thự này. Thì chút xíu ra phía kia thì chúng tôi sẽ quay cho anh chị và các bạn thấy rõ nét hơn cái khu biệt thự này. Trước khi đi vào phân tích và chia sẻ với anh chị và các bạn về cái chủ đề nguyên nhân tại sao cái tòa nhà 81 là một trong những cái nguyên nhân ban đầu cho thấy rằng là những cái dấu hiệu của nền kinh tế sẽ chứng lại, thì chúng ta dành ít phút thời gian để review với quý anh chị và các bạn toàn cái cảnh khu vực công viên của cái tòa nhà 81 Le Mac 81 tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở giữa cái khu công viên thì có một cái bãi cỏ rất là lớn, và công viên này thì được cho là một trong những công viên lớn hàng đầu của Việt Nam, nằm sát bờ sông Sài Gòn. Đây, ở chỗ này, cái chỗ cái đài quan sát này là sát bờ sông Sài Gòn. Chút xíu chúng ta sẽ lên cái đài quan sát để cho quý anh chị và các bạn có một vài cái góc nhìn. Còn ở phía đường này thì là rất nhiều những cái tòa nhà, rất nhiều những cái tòa nhà khu dân cư. Còn ở đây thì là cái tòa nhà 81. Đây, đây vị trí này là tòa nhà 81 anh chị và các bạn. Đây, đây chính là tòa nhà 81 ở đây. Dưới chân tòa nhà 81 thì có khu một cái khu cái dãy biệt thự ở phía dưới này, sát với bờ sông. Sát với bờ sông rất là nhiều các cái biệt thự ở đây, thì với có một cái mức giá là khá là cao, thì chúng ta sẽ đi sát lại để review cái dãy biệt thự này để cho quý anh chị và bạn ở xa thì không có điều kiện thì có thể xem qua. Đây là khu biệt thự mà chúng tôi đang nói tới. Đây là một trong những cái khu mà đắt và siêu đắt nằm ở dưới chân cái tòa Le Mac 81 ở cái đây. Nó là một cái hồ nằm ở phía trước khu biệt thự, nhưng mà cái hồ này thì nối trực tiếp ra phía sông Sài Gòn ở ngay góc đầu này anh chị ạ. Chúng ta sẽ đi thẳng ra đấy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó nối sát với lại cái khu ở phía ngoài đấy. Đây, cái khu biệt thự này. Khu biệt thự này thì đang được cho rằng là được bán với cái mức giá của một cái căn biệt thự như thế này thì nó nằm ở khoảng tầm trên dưới 3 triệu đô, không hề rẻ một chút nào anh chị và các bạn. Cái góc kia thì nó nối thẳng từ cái hồ này, nó nối thẳng ra ngoài bờ sông Sài Gòn ở ngoài đây. Ngoài đây là sông Sài Gòn dài ở ngoài đây luôn. Phải nói là những cái căn biệt thự ở đây thì thực sự là rất rất đẹp và quá đẹp luôn. Tuy vậy thì cái mức giá của nó thì cũng không hề rẻ một chút nào cả. Trước ngay các cái khu biệt thự này thì có hồ bơi, hồ bơi sát ngay đây luôn. Chị và các bạn. Đây thưa quý vị và các bạn. Cái dãy biệt thự tại chân tòa nhà Le Mac 81 này thì sẽ được nối thẳng các cái cây cầu hoặc là nối cái dòng sông gọi là trước mặt các cái dãy biệt thự này, nối thẳng ra sông Sài Gòn ở phía trước đây anh chị và bạn này. Đây, phía trước đây là sông Sài Gòn và ở đây thì có một cái bến du thuyền luôn. Đây, có một cái bến du thuyền để phục vụ cho cái chuyện đi lại sinh hoạt của những người dân ở đây. Thì ở đây có một cái bến du thuyền ở đây cho sông Sài Gòn ngay sát trước mặt đây thưa anh chị và bạn. Phía này thì nó hơi ngược sáng nên là chúng ta không được thấy lắm. Thì cái không gian ở dọc đây thì đây có một cái bến du thuyền và dọc đó là cái bờ sông. Thì chúng ta bây giờ sẽ đi vào thẳng vào cái vấn đề mà trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn.